Lô. Ok, hello, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh của Khải. Và Khải chúc em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Và ở video này thì Khải đầu tư mua thêm dây chuyền em ơi. Trong bang mình Minh Anh bán cho mình dây chuyền kháng cảm 15 hòa thổ với giá là 30 kim, mà mình trả giá được 27 kim anh em ơi. Ok, thôi mình ok được giá là mình xuất thôi. 27 kim. Nói chung là cái này thì tính ra là lấy được dùng kháng cả của hợp thổ nè. Tính ra nó dao động khoảng tầm 1,7 triệu. Chuyện này mình mua 1,7 triệu nè. Ok, nói chung là mua rồi đánh công chiến nè mày. Hiện tại bây giờ là 8:01 rồi, 8:01 rồi. Đã khải ban tiền luôn. Đúng ạ. Rồi, ok. Mang cái chuyền vô đây. Đó, ok nè. Xém dây chuyền em ơi. Không có chuyền thấy nó tù lắm. Ok, đã mua được dây chuyền rồi nha anh em. Nói chung là chơi thì không phải đầu tư, nhưng mà đầu tư có tiền thì đầu tư anh em, còn không có chịu anh em à. Đó, ok. Hôm nay thì mua được dây chuyền kháng cả 15 với giá 1,7 triệu thì cũng ok. Cái gì Khải bán lại dây chuyền kia. Khải bán lại dây chuyền kháng cả hỏa 17. Ok anh em luôn. Anh em xem lại set đồ Khải nha. Set đồ Khải anh em ơi. Đây, set đồ mới đây. Đó, dây chuyền mới mua anh em. Áo, đai lưng, nhẫn, nhẫn chân. Nhẫn chân này mượn thôi, nhẫn chân này mượn thôi. Ngọc bội. Rồi, ok. Đừng quên cho một like, chia sẻ, ủng hộ nha em ơi. Và chúc em vui vẻ nha. Bye bye mọi người. Chuẩn bị Khải đánh công chiến em ơi. Có gì Khải sẽ up video công chiến vào bữa sau cho anh em xem nha.